mà cái lượng xăng đổ, nhiên liệu đổ vào đó, có chỉ số octane quá thấp thì piston nó chưa lên đỉnh điểm thì nó đã nổ rồi, chưa kịp đánh lửa nó đã nổ. Thì cái hành trình quay của tay giơ nó bị chưa tới đỉnh điểm, nặng thì nó chổ máy, còn nhẹ thì nó xào sinh cam, nó mau xước dên miễn dên rồi, nó mau xước ác rồi ha. Thì động cơ nó đã sai số rồi mà nó hoạt động ở tần suất cao thì chắc chắn nó sẽ bị rủi ro càng nhiều, đơn giản thôi, và cái tuổi thọ nó sẽ giảm đi rất nhanh. Từ hồi xưa tới giờ xe hơi thì muốn hoạt động phải mua thêm nhất 2T, và từ nay trở đi anh em muốn xài xe ổn định ngon phải bắt buộc phải mua octane. Octane của Liqui này dành cho những cái xe cơ bản. Còn đây là cái toggle, nó là một cái dung môi dành cho những cái xe phân khối lớn, những xe đua chỉ số octane lên tới 14 octane lận. Xin chào anh em, thì hôm nay mình cũng bắt đầu nhận lại sửa xe, giao nhận tại nhà, chứ không có cho khách ở lại tiệm ha. Mình vẫn đóng cửa mình làm bên trong đó, thì cũng nhận được mấy chiếc, khách cũng hỏi rất là lâu rồi nhưng mà từ hôm nay thì mình mới bắt đầu đón giao nhận lại được đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm với anh em về một chút về cái octane và một số loại nhớt mình sẽ sắp bán. Thì mình xin nói về cái octane. Ở đây là mình đang bán cái Liqui, mình lấy hồi nào bây giờ đó, thì mình coi trên cái những cái chỉ số của cái nhà sản xuất á, thì cái Octane Plus này nè, nó dành cho cái xe phổ thông, xe đại, xe chạy hàng ngày á, những cái xe phổ thông, những cái xe máy, thì mình phải dựa trên cái chỉ số xăng của Việt Nam mình. Ví dụ như xăng 95 là nó có cái mức độ RON là 95. RON 95 nó sẽ phù hợp cho Exciter ở cái cấu hình là tầm tỷ số nén là tầm 9 chấm mấy đến 10 chấm mấy. Khi mà lên Rider với Winner thì chỉ số nó tới 12.2 đến 12.5. Chỉ số nén á 12.2 đến 12.5 trên 1. Đó thì cái chỉ tỷ số nén đó nó không phù hợp cho xăng 95, nó vẫn có độ sai số. Để nó có một cái độ bền tốt nhất, một cái độ êm tốt nhất và cái độ hiệu suất của động cơ cao nhất thì bắt buộc mình phải tăng cái chỉ số octane cho nó. Chỉ số octane là chỉ số chống kích nổ ở tỷ số nén cao, có nghĩa là xăng là nhiên liệu phải phù hợp với tỷ số nén của động cơ đó, nó phải phù hợp với cái tỷ số nén động cơ. Khi cái tỷ số nén ví dụ như là 11.2 của Winner đó, thì cái động cơ này nó sẽ phù hợp với chỉ số octane là tầm khoảng 100 đó, thì nó mà bên mình không có xăng một có chỉ số octane 100 thì bắt buộc mình phải phụ trợ thêm cái octane Liqui này để cho mà khi hoạt động, ví dụ như cường độ thấp thì anh em không thấy sao nhưng mà cường độ nó cao lên thì thật sự là nó ảnh hưởng những gì, nó ảnh hưởng đây thì mình sẽ chia sẻ sơ sơ thôi. Khi mà piston á nó chưa lên đỉnh điểm của nó thì nó bị kích nổ rồi, do cái lượng octane nó thấp quá đó, thì anh em coi cái chỉ số octane để nói lên cái độ chống kích nổ của cái tỷ số nén động cơ ha. Mà tỷ số nén động cơ nó quá cao mà cái lượng xăng đổ, nhiên liệu đổ vào á, có chỉ số octane quá thấp thì piston nó chưa lên đỉnh điểm thì nó đã nổ rồi, chưa kịp đánh lửa nó đã nổ. Thì cái hành trình quay của tay giơ nó bị chưa tới đỉnh điểm thì nó sẽ bị cản ở cái vòng tua tiếp theo đó, nó gánh nó sẽ mang lại một số cái hiện trạng sau đây. Thứ nhất là bị xước ắc, cái thứ hai là mau bị hư, ví dụ như xe nhỏ là bật đèn dên nó rạo dên, hoặc là xe mô tô nó dùng miễn dên nó sẽ bị xước miễn dên ha, nó làm cho tuổi thọ bị giảm đi, và nhất là cái sinh cam nó mau kêu. Tại sao một số xe mình xe nhỏ thì nó sẽ lâu hơn đó, mình nói tới một số xe lớn, tại sao mà xe như BMW mới có chạy 7-8 ngàn có sinh cam nó kêu,
Có nhiều người chạy mười mấy ngàn xin cam nó mới kêu, có nhiều người hai mấy ba chục ngàn nó vẫn chưa kêu. Chắc chắn một điều rằng những người kêu càng sớm là những người chạy rất nhanh. Thì động cơ nó đã sai số rồi mà nó hoạt động ở tần suất cao thì chắc chắn nó sẽ bị rủi ro càng nhiều. Đơn giản thôi, và cái tuổi thọ nó sẽ giảm đi rất nhanh ở cái mình chạy cường độ quá cao mà. Đó. Thì mình bắt buộc phải đi kèm với octane này. Mình khẳng định một câu luôn, tại vì từ trước giờ chưa ai nói cho các bạn biết. Và khi đây mình đã nói thì anh em phải đi tìm hiểu lại để xác minh rằng mình nói đúng hay sai. Hồi xưa xe hai thì, từ hồi xưa tới giờ xe hai thì muốn hoạt động phải mua thêm nhất 2T. Và từ nay trở đi anh em muốn xài xe ổn định ngon phải bắt buộc phải mua octane. Vì đó mình thấy ra cái điểm đó mình mới quay lên cái clip này. Và cái octane mình cũng phân tích anh em biết luôn, octane của Liwi này dành cho những cái xe cơ bản có chỉ số octane gần với nó, tại vì nó chỉ có cộng 4 thôi, thì chỉ dành cho những xe nhỏ thôi, sẽ gần tới cái điểm ổn định nhất, tối ưu nhất của nó ha. Còn xe mô tô không có chiếc nào dưới tỷ số nén dưới 12 hết, toàn là thấp nhất là của CBR600 là 12,2, còn lại là R6 là 13.1 luôn, nó còn bằng chiếc 1000. Xe 1000 là từ 13 chấm trở lên hết, 1000 phân khối đó. Mình đang nói ở mức xe Nhật ha, và cấp lên nó cũng vậy, xem vậy. À, nó không có phải là nó chỉ hơn nhau chứ không phải mấy chỉ số octane thôi chứ, ê, chỉ số nén thôi chứ không nhiều. Là cái mức độ đó là từ 12 phẩy mấy cho tới 13 phẩy mấy, có nhiều xe hơn nữa ha. Cái này là mình nói những cái xe cơ bản ở ngoài thì nó tầm đó thôi, những cái xe bán thị trường thương mại thì nó chỉ tầm đó thôi đó. Tại vì cái đỉnh điểm tỷ số nén càng cao thì cái xe càng mạnh ha. Tùy theo cái mong muốn, cái mục đích người ta bán ra thị trường hay là để trong đua hay như thế nào đó. Nhưng thật sự cái xe mà đang bán ngoài thị trường nó đã thiếu chỉ số octane rồi, cái xăng bên mình, thì để cho nó giảm lại cái độ rủi ro đó thì anh em phải đổi thêm octane. Chai này là khuyến cáo là 150ml cộng chỉ số octane là 4. Ở đây nó cũng không có ghi là nó cộng được bao nhiêu, nhưng mà ở trên trang web của nó thì nó sẽ cộng, gọi là ghi, nó ghi cộng thêm là 4 điểm octane chứ không phải là 4 octane. Đó, anh em đừng hiểu lầm ở vấn đề này. Còn anh em muốn biết rằng ví dụ như mình đổ cái dung lượng của nó nhiều hơn thì nó có tăng hay không, thì cái này anh em nên hỏi thêm sâu về cái bên Liwi, sản phẩm mình nói người ta chỉ cho anh em. Còn như là theo riêng của bản thân mình đánh giá thì ví dụ như cái độ bão hòa của nó lên tới đó thì nó cũng vậy. Còn cái gốc mọi thứ, rất là nhiều thứ nữa, tại vì đây là cái phụ gia octane dành cho cái phân khúc thương mại, cho nên là nó sẽ hỗ trợ thêm một phần nào đó chứ không có chuyên sâu vào đó. Còn đây mình đang muốn nói tới một cái đặc biệt dành cho xe mô tô. Mình đã nói rồi nha, xe này dành cho xe máy nhỏ và xe ô tô. Có tỷ số nén sai số thấp nhất với cái xăng 95 mình đang xài. Còn đây là cái toco, nó là một cái dung môi dành cho những cái xe phân khối lớn, những xe đua. Hãng toco này anh em coi ở trên mạng là hàng của Mỹ, sản xuất tại Mỹ và chưa có một nhà máy nào ở nước ngoài cả. Dạng như một cái công ty thủ công của gia đình thôi. Đó, cho nên sản phẩm của nó rất là chuyên. Nó chuyên về đua, về những cái xe mà cái động cơ có tỷ số nén rất cao. Tại vì sao? Tại vì cái chai này nè, nó cộng tới chỉ số octane lên tới 14 octane lận. Đây ha, ở đằng sau nó có để rất là rõ ràng. Đồ chuyên nó có, còn cái đồ này nó khuyến cáo thôi. Cái này là cái hàng mà xài cho những cái xe bình thường á, thì nó khuyến cáo nó không có sâu vô ha. Nó để là đổ xăng đầy 50 lít để vô một bình này. Mà bây giờ anh em đổ vô cái chai, cái bình xăng của anh em ví dụ như 4 lít mấy thì anh em đổ 1/4 thôi. Đó. Hoặc là xe hơi thì cũng đổ một bình này, một bình xe vậy thôi. Đó là xe cơ bản, còn chuyên sâu vô thì nó sẽ ra cái này. Anh em nên xài toco. Nó để đây rất rõ ràng, một bảng là dành cho cái tỷ số của Mỹ, nó ga lông, phải không? Còn một cái dành cho bên mình là liter nè. Đó. Thường á, cái xe mô tô nó tầm khoảng 17-18 lít.
thì cái mốc đầu tiên của nó là 17 18 lít nè. Đó, muốn cộng 4 chỉ số octan thì mình cho 237 ml. Chai này nó tới 1 lít. Đúng chính xác là 945 ml. Thì anh em muốn cộng 4 chỉ số octan vô 18 lít xăng là đầy bình á, thì anh em đổ 237 ml. Muốn lên chỉ số octan là 11 là 473 ml, còn muốn lên chỉ số octan là 14 thì cộng đầy bình này. Đổ một đầy bình này vô một 18 lít thì nó sẽ ra cộng thêm 14 chỉ số octan. 14 chỉ số octan cộng với gốc RON 95 của anh em thì nó ra 109, nó bằng xăng đua rồi. Đây là một cái bài rẻ nhất cho anh em xe đua rắc rồi chạy sân hay là chạy tour tốc độ cao. Đó thì mình nên bắt buộc phải xài TOCO. Mình nói ra đây anh em thời đại 4.0 anh em nghiên cứu lại coi mình nói đúng hay sai. Đó. Và chỉ số xăng 95 nó có ổn định hay không thôi, chứ chưa nói tới chỉ số tối ưu. Tối ưu là cái clip trước mình đã đưa ra một cái bảng động cơ, tỷ số nén của động cơ và cái chỉ số octan tối ưu của nó. Thật sự nếu mà tối ưu hơn nữa thì cái xe mà 13 chấm mấy nó còn cần hơn cái chỉ số là 108 octan. Đó. Thì có nghĩa là mình độ dư đỡ hơn là thiếu. Cái sai số nó càng cao thì nó xảy ra cái rủi ro càng lớn. Ở cái vận hành nó càng cao, ở cái cục máy nó vận hành càng cao thì cái rủi ro sai số nó sẽ càng lớn lên. Thực sự mình đang nói lên một cái sự thật mà ít người xài xe và ít thợ nói cho anh em hiểu. Những cái trường hợp mà chỗ máy banh máy một chỗ đó, rồi những cái trường hợp mà động cơ mau xào, mau kêu, giãn sinh cam, hư sinh cam rồi đó. Đó là chả ai biết tại sao cả. Đó, thì nó tại cái chỉ số octan này nè, nặng thì nó chỗ máy, còn nhẹ thì nó xào sinh cam, nó mau xước dên miễn dên rồi, nó mau xước ắc rồi ha. Còn thằng nào nó dành cho những cái xe nhỏ, nó không chuyên cho xe mô tô, những cái xe tỷ số nén quá cao á thì mình không nên xài cái này, tại vì hiệu suất của nó không đạt ha. Đó thì anh em mình thấy ngon bổ rẻ nhất chỉ có con này, đổ vô nó gần bằng xăng đua luôn rồi ha. Tại sao nó không thể nào bằng xăng đua được? Cái này là chỉ số octan nó bằng xăng đua thôi, chứ không phải là nó sẽ thành xăng đua. Nó còn rất là nhiều thứ, nó còn mon, nó còn gốc xăng nữa. Gốc xăng 95 bây giờ anh em đổ cái phần xăng 98 đi, anh em đổ chỉ số octan vô cho nó bằng nhau là 109 đi, thì cái xăng 98 cái gốc nó cao hơn thì nó sẽ nhiên liệu nó sẽ tốt hơn gốc 95. Đó, đây còn gọi là gốc nữa, còn rất là nhiều thứ phải nói. Mình đang nói là chỉ số octan nó phù hợp là cái chỉ số mà nó làm chống kích nổ ở tỷ số nén cho phép. Đó, đang nói tới cái một cái chỉ số đó thôi là octan thôi. Nó còn rất nhiều thứ trong đó nữa, cho nên là mình không đi sâu vào, mình nó đang sai ở cái chỗ chống kích nổ. Mà thật sự đây mình sai quá nhiều ha. Mình xài một cái xe mắc tiền. Đó. Mà mình chưa cho nó ăn đúng cái thức ăn của nó nữa thì không thể nào mà muốn nó bền được ha. Đó, đây là mình chia sẻ cái này để cho nó động cơ nó bền hơn thôi. Đó. Còn lý do tại sao thì nãy mình nói rồi. Bích tông chưa tới đỉnh điểm thì nó đã nổ. Xe bốn máy thì nó đã kéo theo cái hai máy. Cái hai máy lên tới đỉnh thì hai máy ở dưới kia đáy dưới đỉnh, gọi là dưới đáy ha. Mà nó lên tới chưa tới đỉnh điểm nó nổ hai máy trên thì hai máy dưới nó cũng chưa tới cái đỉnh dưới của nó, mà nó đã tuần hoàn ngược lại rồi, nó đang phải gồng gánh cái lực, nó không có tròn được cái lực đó thì cái xe nó sẽ bị ảnh hưởng tới. Để kéo tới thì nó là cộng sinh cam là nặng nhất đó. Thì anh em về tự nghiên cứu đi, mình nhiều khi mình nói thì nó không có diễn đạt hết cái ý của mình, thì anh em giờ lên mạng để ý coi cái chỉ số octan hay là mọi thứ mình nói đúng hay sai. Ở trên đó mình clip trước mình đã có một cái bảng gọi là tối ưu nha. Tối ưu nó khác và cái mà sai số chấp nhận cho phép nó khác. Đó là có thể lệch được vài chỉ số octan thôi. Đó, cho nên là những cái xe nhỏ đó, mình chạy mình cảm thấy ủa sao kỳ ta. Có nhiều chiếc Exceter chạy xăng 95 nè, người ta chạy tới cả 100.000. Máy vẫn còn êm ru. Sao rider đi mau xuống ta, mấy cái dòng xe nó chạy lực thiệt mà mau xuống. Rồi chạy nó mau đuối nữa, không chạy lâu nó đuối, nóng máy lên quá nó đuối. Một phần là do nhớt, một phần là do cái nhiên liệu của anh em à.
Đó, có rất nhiều thứ mà hôm nay mình chỉ chia sẻ với anh em một phần về cái nhiên liệu thôi, còn rất nhiều thứ để dẫn đến cái những cái mà rủi ro đó ha, mình chỉ chia sẻ một phần nào đó thôi chứ không phải là tổng quát ha.